Thưa quý vị và các bạn, giờ là chỉ còn hơn tuần nữa là đến Tết Trung Thu. Những ngày qua, thì các em học sinh trên địa bàn huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long đã làm lồng đèn để tặng các bạn vui chơi trong đêm hội trăng rằm. Và tuy những chiếc lồng đèn do chính các em làm không sắc sảo như những chiếc lồng đèn được bày bán trên thị trường, nhưng nó có nhiều ý nghĩa. Và đây cũng là nội dung mà chúng tôi giới thiệu trong chuyện tử tế ngày hôm nay. Vào ngày 16 tháng 9 vừa qua, Trường Trung học Phổ thông Phạm Hùng tổ chức hội thi làm lồng đèn tặng các bạn nhỏ. Hội thi có hơn 300 em học sinh của trường tham gia. Những chiếc lồng đèn được các em làm rất đa dạng, thể hiện được tư duy sáng tạo và trí tưởng tượng phong phú theo ý thích của mình. Khi hôm nay làm lồng đèn thì em cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi những cái sản phẩm này sẽ được gửi đến các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Đây là một cái việc làm vô cùng có ý nghĩa và lan tỏa được việc yêu thương đến cho mọi người. Hàng năm, trong dịp Tết Trung Thu, nhiều trường học trên địa bàn huyện cũng phát động phong trào làm lồng đèn Trung Thu tặng bạn. Riêng trong dịp Tết Trung Thu năm nay, đến thời điểm này, học sinh trên địa bàn huyện Long Hồ đã làm hơn 700 chiếc lồng đèn. Chi đoàn các trường học kết hợp với ban giám hiệu sẽ tiếp tục phát động đến hết ngày 10 tháng 8 âm lịch tới. Hôm nay chúng con gom lại làm lồng đèn để tặng cho mấy bạn. Theo con thấy thì hôm nay rất là vui, là mình sự khéo tay, vậy là đoàn kết. Chúng tôi cũng đã phát động các cái đoàn trường để tổ chức làm cái hội thi lồng đèn. Để qua đó thì để chúng tôi sẽ trao tặng cho những cái em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn và các em thiếu nhi khuyết tật trên địa bàn huyện. Thì qua các hoạt động này thì thể hiện được cái tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong cái việc là chung tay chăm lo, giúp đỡ chia sẻ những cái em có hoàn cảnh khó khăn để có một cái Tết Trung Thu thật là ấm áp. Lồng đèn là đồ chơi không thể thiếu đối với các em thiếu nhi trong dịp Tết Trung Thu. Việc các em học sinh tự làm lồng đèn để vui chơi hội trăng rằm và tặng bạn khó khăn cùng vui thật ý nghĩa. Phong trào có ý nghĩa này cần được duy trì và lan tỏa.